Bánh gạo trái cây, dưa hấu. Nó chưa có chín. Vị đậu đỏ. Mùi nó không giống dưa hấu gì hết. Kèm đánh răng thật. Bỏ vô chung. Ồ, nó chua quá. Trái quýt. Nó giống trái quýt thiệt đó. Xin lỗi quýt nha. Vị cam. Quýt hay là cam đây? Dưa gan. Cái dưa gan. Wow, cái này ngon nhất. Cực kỳ chua. Nó chua cực kỳ luôn á. Không thể ăn chung được. Sáng bóng, nho xanh, ngao đường. Cực kỳ ngon. 1, 2, 3. Nhai đi. Làm gì vậy? Tạm biệt.